Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin nổi tàu ngầm Trung Quốc dọa Việt Nam gặp tư bản Hà Nội ký quốc phòng. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã biết chứng kiến rất nhiều những vụ trên Biển Đông, đó là việc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và gần đây nhất chúng ta lại chứng kiến một điều rất bất ngờ, đó là hình ảnh những chiếc tàu ngầm hạt nhân khổng lồ 12.000 tấn của Trung Quốc vừa đột nhiên nổi lên giữa đám tàu cá của Việt Nam, đã tạo ra một điều mà quốc tế gọi là chưa từng thấy. Và chúng tôi xin trích dẫn những hình ảnh mà ngư dân ở đây họ đã chia sẻ với, và chúng tôi để gần lại thì các bạn thấy rất rõ là hình ảnh tàu cá bằng gỗ của Việt Nam rất nhỏ nhắn, và bên phía sau là cả một cái tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc đã nổi lên lừng lững ngay sát tàu cá Việt Nam. Và điều này đã gây ra rất bất ngờ cho truyền thông quốc tế và những cái người nghiên cứu về Biển Đông. Và theo nhà phân tích tàu ngầm Sutton thì đây là tàu ngầm loại 094 lớp tấn, tức là Jean Class, được trang bị tên lửa đạn đạo SSBN và là loại tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Trung Quốc. Và cũng những bài báo của quốc tế bắt đầu đăng tải về hình ảnh những chiếc tàu ngầm này cũng như hoạt động của nó ở trên vùng Biển Đông. Và các bạn có thể xem tàu ngầm Trung Quốc nổi lên giữa các tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông hăm dọa hay là tai họa. Đây là cái điều mà các bạn cần theo dõi trong thời gian tới. Và hình tư liệu một tàu ngầm Thuyết 094 tương đương với tàu vừa nổi lên đang hoạt động ở trên Biển Đông. Và nhiều ngư dân Việt Nam gần đây đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc bắt đầu bất thình lình nổi lên giữa các tàu đánh cá của họ, theo một bản tin của Forbes hôm 16 tháng 10 vừa qua. Và sự cố đã xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng mới đây qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm lớp jeans của Hải quân Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa, nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông. Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam sau một trận hải chiến khốc liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Việc chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Chin của Trung Quốc nặng 11.000 tấn bất ngờ nổi lên giữa các tàu cá của Việt Nam là một sự cố vô cùng bất thường, theo nhận định của một nhà phân tích quốc phòng được trang mạng news.com.au của Úc trích dẫn. Nhà phân tích về biển rất quan tâm về điều này, và bản tin của trang mạng news.com của Úc cho rằng tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, tức là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời. Do đó phải có một lý do đặc biệt nào đó đủ nghiêm trọng thì con tàu vạn bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh sáng soi mói của tàu bè các nước khác. Nhà phân tích Sutton nhấn mạnh rằng đây không phải là loại tàu được dùng để đánh đi một thông điệp như răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường lánh xa các tàu đánh cá vì những mối nguy hiểm tiềm năng. Và đây là điều rất đặc biệt, và Việt Nam đang phải đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng bây giờ bắt đầu xuất hiện những tàu ngầm cỡ lớn ở đây. Và tàu ngầm lớp tấn công này có thể lặn sâu dưới lòng biển trong một thời gian rất dài và ẩn mình sau những làn sóng suốt một thời gian hoạt động của nó. Và dường như tàu ngầm cũng thường tránh những khu vực đánh cá, bởi vì các bạn cũng đã biết với những hệ thống lưới dài hàng km thì nó rất nguy hiểm cho những hoạt động của tàu ngầm, bởi vì những hệ thống anten và những hệ thống cảm biến của tàu ngầm chưa chắc đã nhận ra những cái lưới cước hoặc là những cái lưới đánh cá này của ngư dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam. Và việc phải lộ diện giữa tàu cá khác là điều bất thường và cho thấy có một tình huống rất đặc biệt và trầm trọng đã xảy ra. Và các bạn có thể thấy thêm những hình ảnh mà ngư dân đã chia sẻ, và chúng tôi xin trích dẫn lại để các bạn xem kỹ hơn. Đó là hình ảnh của chiếc tàu cá rất nhỏ nhoi của Việt Nam ngay bên cạnh chiếc tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc vừa nổi lên. Và đương nhiên chúng ta không nhìn thấy bất cứ người lính hải quân nào của Trung Quốc, mà chỉ thấy những tàu của Việt Nam và lá cờ màu đỏ với nhiều sao của họ ở trên chiếc tàu ngầm này. Và cũng theo tờ Forbes thì trong quá khứ, một tàu ngầm của Liên Xô đã vướng vào lưới của tàu cá Na Uy vào năm 1984. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên trang truyền thông quốc tế của Forbes đã đăng với rất nhiều thông tin rất quan trọng này đối với hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Và hình ảnh mà tạp chí này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ sau video này để các bạn có thể tự kiểm chứng trong thời gian sớm nhất. Và một tàu ngầm của Anh thì trước đó cũng bị vướng vào lưới của một thuyền đánh cá nhỏ ngoài khơi Scotland, khiến 4 thủy thủ đã bị tử nạn vào năm 1990. Thì những cái hoạt động của tàu ngầm ở dưới lòng biển các bạn cũng đã biết, với các nước họ rất quan trọng với lực lượng phòng thủ này, nhưng để điều hành hệ thống tàu ngầm cũng là một điều rất phức tạp vì nó rủi ro rất lớn.
và chiếc tàu Jin Class của Trung Quốc cũng có thể đã bị dính lưới của các ngư dân và các tàu cá của Việt Nam, hoặc đã bị cản trở bởi lưới cá nên buộc phải trồi lên để lánh nạn. Và điều đó các bạn cũng có thể thấy thêm những thông tin mà ngư dân đã chụp một số ảnh khá rõ nét ở ngay chiếc tàu này. Và đây là hình ảnh chiếc tàu vừa nổi lên và nó đang lừ lừ tiến đến phía tàu cá Việt Nam nhưng đi rất chậm, thì không rõ một cái chi tiết hơn là lý do tại sao và phía Trung Quốc cho đến ngày hôm nay vẫn chưa xác nhận cái việc này, và họ cũng không trả lời những cái thông tin về việc chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đột nhiên nổi lên giữa biển Đông, giữa khu vực mà tàu Việt Nam đang đánh cá. Và ngoài ra, tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc là một bước phát triển quan trọng trong kế hoạch tăng cường khả năng đánh chặn vũ khí hạt nhân trên biển của Trung Quốc, được cho là đang hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Và những hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất dễ thấy trong những cuộc tập trận và diễu binh của Trung Quốc ở trên biển Đông, chúng ta thường thấy chiếc tàu ngầm này. Những chiếc tàu ngầm tương tự như vậy là hình ảnh tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc xuất hiện trong đội hình diễu binh trên biển Đông nhằm phô trương sức mạnh. Đây là đài truyền hình của Trung Quốc đã đưa tin về chiếc tàu ngầm đó, và các bạn cũng đã thấy họ thường xuyên có những hoạt động trên biển Đông. Và hiện nay Trung Quốc có 6 tàu tại căn cứ Tam Á đảo Hải Nam, cách chừng 200 hải lý hoặc 370 km về phía tây bắc của quần đảo Hoàng Sa. Nguy cơ từ lưới đánh cá thì có thể là một yếu tố quyết định đối với các tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc qua lại ở những vùng biển đông đúc tàu thuyền như Biển Đông và Hoàng Hải và Thái Bình Dương. Mà hình ảnh mà các bạn có thể thấy thêm đấy là những cái căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc đang đặt ở trên đảo Hải Nam, và từ đây họ sẽ xuất phát và tuần tra khắp nơi ở trên Biển Đông cũng như những vùng biển khác. Và vụ việc tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc nổi trồi lên gần một nhóm tàu cá Quảng Ngãi tại quần đảo Hoàng Sa vào tháng 9 năm 2019 cũng đã được truyền thông quốc tế đăng tải, và những ngư dân này họ đã đưa những hình ảnh đã được ghi lại trong thời gian đó lên trên truyền thông, mạng xã hội, và rất nhiều những trang khác đã chia sẻ. Và các bạn thấy rất rõ là chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đang lừ lừ tiến ngay cạnh cái tàu cá nhỏ bé của Việt Nam. Và theo các ngư dân thì tàu ngầm Trung Quốc di chuyển chậm ngược chiều với nhóm tàu cá của họ, và các thủy thủ Trung Quốc đã sử dụng kính tiềm vọng để quan sát các ngư dân, có nghĩa là họ đã nấp ở phía trong tàu đó và họ chỉ thò cái ống kính lên để quan sát các ngư dân của Việt Nam mà thôi. Và gần đây vệ tinh mượn của Mỹ đã ra phát hiện xưởng đấu tàu ngầm và tàu sân bay bí mật của Trung Quốc, và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông và báo quốc tế đã đăng tải, nhưng ở trong nước, ở Việt Nam thì có lẽ cũng chưa đăng. Đây là hình ảnh mà ảnh vệ tinh Mỹ phát hiện xưởng đóng tàu sân bay bí mật của Trung Quốc. Ảnh vệ tinh này chụp tại xưởng đóng tàu ở Giang Nam, Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2019. Ảnh vệ tinh thương mại mới nhất của Mỹ cho biết thêm về nhiều chi tiết về chiếc tàu sân bay thứ 3 mà Trung Quốc đang đóng, và nhất là đã phát hiện ra điều được giới phân tích cho là nhà máy đóng tàu sân bay hoặc các loại tàu cực lớn của Trung Quốc. Các ảnh kèm theo phần phân tích đã được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington công bố vào hôm 17 tháng 10 năm 2019 trong bản tin theo dấu tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ, các ảnh vệ tinh với độ phân giải cao chụp ngày 18 tháng 9 năm 2019 xưởng đóng tàu Giang Nam ở ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc, so với các bức ảnh mới, tấm hình chụp vào tháng 4 vừa qua, giới phân tích ghi nhận nhiều tiến triển trong việc đóng chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc. Đối với CSIS, công việc đóng tàu vẫn ở đang giai đoạn đầu, phần thân tàu đang được hoàn thành, nhưng căn cứ vào các bộ phận khác nhau của con tàu đã được chế tạo trước, Trung tâm Nghiên cứu Mỹ cho rằng phần thân tàu sẽ được hoàn tất vào trong tháng 12. Sau đó sẽ được lắp ráp vào các bộ phận bên trong phần boong tàu cũng như các thượng tầng kiến trúc ở bên trong. Với các chi tiết thu thập được và trong những thông tin khác đã được tiết lộ, CSIS cho rằng chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sẽ là tàu đầu tiên có boong phẳng và hệ thống phóng máy bay, cho phép chở theo nhiều loại máy bay lớn hơn, và hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc như chiếc Liêu Ninh và chiếc tàu tự đóng đang chạy thử đều khá nhỏ, chỉ mang theo được khoảng 25 chiếc máy bay mà thôi. Thì như vậy, với cái sự phát triển của Trung Quốc và những cái nhà máy đóng tàu cực lớn của họ để họ đóng cả những tàu sân bay như thế này đã được satellite của Mỹ, tức là vệ tinh Mỹ phát hiện ra, thì các bạn cũng đã thấy rằng là trong thời gian tới chắc chắn Việt Nam sẽ phải đương đầu rất nhiều với Trung Quốc trên Biển Đông, và rất khó khăn
vì tiềm lực của họ rất lớn. Và ngân sách quốc phòng của Trung Quốc thì như các bạn cũng đã biết, một năm được năm như năm 2019 được cung cấp tới hơn 174 tỷ đô la, trong khi ngân sách của Việt Nam chỉ có 5 tỷ mà thôi. Và đấy là một con số lẻ của Trung Quốc. Thì Việt Nam cần phải có sự liên kết và liên minh với các nước khác thì mới có thể hy vọng chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc trong thời gian tới. Và Trung Quốc ngoài ra cũng thường xuyên cho tàu đi theo các tàu sân bay Mỹ khi những tàu này hoạt động ở vùng Biển Đông. Và báo chí quốc tế vừa đăng tải một cái thông tin cũng khá mới và quan trọng, đó là Trung Quốc cho tàu sân bay đi theo tàu Trung Quốc cho tàu đi theo tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông. Hình ảnh tàu sân bay USS Reagan và tàu tấn công đổ bộ USS Boxer phải và các tàu hộ tống trên Biển Đông vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Trung Quốc điều tàu bám đuôi tàu sân bay USS Reagan của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Sự việc xảy ra khi tàu sân bay USS Reagan đang trên đường di chuyển đến Singapore để thực hiện các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải. Theo Chinese Morning Post, tức là tờ báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng, với hai tuần dương hạm và một khu trục hạm đi kèm hộ tống, tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Reagan đã cập bến Singapore vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Chuẩn đô đốc Hải quân Yorkie khi trả lời báo chí hôm 17 tháng 10 khẳng định không lo ngại về bất cứ mối đe dọa an ninh nào mà lực lượng Mỹ có thể đối mặt khi di chuyển ở Biển Đông. Ông Yorkie cũng dù không phủ nhận việc trước đó USS Reagan đã bị nhiều tàu chiến của Trung Quốc bám đuôi, nhưng ông cũng không cho biết cụ thể nhiệm vụ sắp tới của USS Reagan trong khu vực này. Tuy nhiên, ông khẳng định nhiệm vụ của tàu sân bay USS Reagan sẽ mang tính sát thương và sẵn sàng tác chiến ngay khi có lệnh điều động. Các hình ảnh vệ tinh đăng tải trên trang mạng xã hội cho thấy tàu này đã bị ít nhất 7 tàu được cho là của Trung Quốc vây quanh khi đi qua vùng Biển Đông. Và để gần lại, các bạn sẽ thấy hình ảnh của hành trình của chiếc tàu sân bay Mỹ USS Reagan và tàu hộ tống cũng như tàu đổ bộ Mỹ đi qua Biển Đông trong thời gian vừa qua để họ đảm bảo cái tự do hàng hải. Và tình hình đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông trong khu vực bãi Tư Chính thì vẫn đang diễn ra trong suốt 3 tháng qua và cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có biểu hiện hạ nhiệt. Và ngoài ra, Trung Quốc ngày càng đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mới nhất chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, đây là hình ảnh do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ hôm 17 tháng 10 năm 2019 cho thấy tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát 17 và bắt đầu tiến hành khảo sát đường thứ 18. Đêm hôm qua ngày 17 tháng 10 năm 2019, lúc 21 giờ 22 phút, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất chương trình khảo sát thứ 17 và bắt đầu tiến hành khảo sát đường thứ 18. Vào giờ này, 6 giờ 20 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019, Hải Dương 8 đã hoàn tất khoảng 1/2 chiều dài quãng đường khảo sát thứ 18. Đường khảo sát thứ 18 nằm ngay tại vĩ tuyến 14 và vị trí ngang với xã Cát Hải, Phù Cát, tỉnh Bình Định. Chỉ còn lại nhiều nhất là 2 đường khảo sát nữa là tàu Hải Dương 8 sẽ hoàn tất phân vùng B của khu vực khảo sát thứ 4 tại Trung Nam Bộ của Việt Nam. Tàu Khánh Hòa 01015 vừa qua liên tục theo dõi, bám sát Hải Dương 8, hiện nay đã cập bờ, chắc là để tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm. Đây là chia sẻ của ông và chúng tôi xin để sát lại để các bạn có thể thấy cái hải trình của tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc đang nguy hiểm như thế nào và nó đang thực hiện một đường khảo sát rất rộng lớn ngay trong khu vực bờ biển của khu vực miền Trung của Việt Nam, Trung Bộ Việt Nam. Và dường như hải quân của Việt Nam cũng như tàu cảnh sát biển Việt Nam không thể làm gì được trước cái sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà trước đây chúng ta cũng đã thấy Trung Quốc cũng đã đưa tàu vào từ đầu tháng 7 đến nay, và cho đến ngày nay thì họ vẫn làm như vậy. Và dường như không thể đơn độc trên Biển Đông chống Trung Quốc được, cho nên Việt Nam đang tìm cách hợp tác quân sự với các nước phương Tây khác. Và cụ thể nhất chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hình ảnh là Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với EU. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch ký FPA với bà Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Việt Nam và Liên minh châu Âu EU vừa ký một thỏa thuận quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh song phương vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, viết tắt là FPA, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU, trang web chính thức của chính phủ Việt Nam đã nói như vậy. Buổi lễ ký kết diễn ra sau khi người đứng đầu về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Mogherini,
gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội 2 tháng trước để thảo luận về hiệp định khung tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng dân sự và quân sự do EU đứng đầu. Tôi tin rằng hiệp định là một phần bổ sung rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác và đối tác mạnh mẽ mà chúng ta đã có được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bắt đầu từ thương mại và mối quan hệ liên hệ giữa người dân hai bên. Bà Mogherini nói trong bài phát biểu tại buổi lễ như vậy. Thông qua FPA, Việt Nam có thể yêu cầu EU hỗ trợ đào tạo trong việc thực hiện các cải cách luật pháp và an ninh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, và là quốc gia đối tác thứ hai ở châu Á ký thỏa thuận này với Liên minh châu Âu. Và đây là thông báo đăng ký như vậy. Và hiệu quả, tất nhiên hiệu quả đấu tranh với Trung Quốc sẽ tốt hơn nếu người đứng đầu của nhà nước và đảng như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dám công khai lên án Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng trong suốt 3 tháng qua, người dân chờ đợi mà chưa thấy ông dám nói ra điều đó. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn được trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.